khoảnh khắc hai máy bay T-27 Tucano của không quân Colombia va chạm giữa không trung. Vụ đâm máy bay xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện gần căn cứ không quân ABA hôm 2 tháng 7. Trong một tuyên bố, không quân Colombia thông báo rằng một phi công là trung tá đã thiệt mạng và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Các phi công được cho là đang luyện tập cho buổi triển lãm hàng không vào ngày 20 tháng 7 tại thành phố Rio Negro. T-27 là phiên bản của máy bay cường kích hạng nhẹ Embraer 312 Tucano. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,